Tác phẩm Giang, tác giả Bảo Ninh. Năm ấy tôi 17 tuổi, binh nhì, chiến sĩ của tiểu đoàn 5 tân binh. Tiểu đoàn chúng tôi liền quân ở Bãi Nai, bây giờ đã là vào cuối khóa huấn luyện 3 tháng. Kiểm tra xạ kích, đạt điểm cao nhất đại đội, tôi được thưởng 2 ngày phép. Đại đội trưởng linh động cho tôi miễn bình tuần tối thứ 6. Đã được lại một tối, càng phải liệu mà về cho khuyết giờ điểm danh đấy nhá. Anh dặn tôi thế, ra ý đe. Chuyển về, nhờ bám được xe quân sự chạy trên đường 6, nên cái phi cái vù, đã tới nhà. Chuyển trở lại, phải chen xe khách, 9 giờ tối chủ nhật mới điểm danh, mà chỉ dám nấn ná, cố cùng tới 12 giờ trưa là phải bước khỏi nhà, chạy nhào ra bến Kim Mã. Chuyện lên được một chuyến xe vào thời buổi gian khó ấy, khổ sở đến thế nào khỏi bàn. Thêm nữa lại là ngày giáp Tết, do may mắn và cũng là do cậu Tả ngồi lèn nhau trên nóc xe, nên đến nhập nhoạng tối thì tôi nhảy được xuống thị trấn Lương Sơn. Đối mềm, rét rung, lại lớ quớ trượt chân ngã, tuột tung qua dép và lắm bê bét. Trật trưởng, tôi dò tới cái giếng xây ở đầu trấn để rửa ráy qua loa tí chút và sau lại dép. Chỉ có một người đang múc nước ở giếng. Trời mưa nhưng rất mỏng như sương và chưa tối hẳn, nên từ khá xa tôi đã nhận ra một cái dáng con gái. Khi tôi tới bên giếng, hai thùng tôm của gánh nước đã được đổ đầy. Cô gái cuộn dây gầu tra đòn gánh vào hai móc xích, và trước khi lên cắm, cô đội lại chiếc nón mà cái lúc cuối múc nước cô đã bỏ ra để ngửa lên bên thành giếng. Với con mắt lính 17 tuổi nhanh như chớp, tôi lườm ngay thấy tên cô nàng đã viết bằng mực tím ở trong vành nón, cả tên, cả họ, cả điểm và cả lớp học của cô nữa. Phạm Nhật Sang, 10B3. Không để ý đến tôi, cô đặt gánh lên vai. Tôi nói vội vã nhưng thản nhiên như thật: "Kìa Giang, cho anh mượn cái gầu đã nào." Cô gái hạ gánh nhìn tôi: "Chào anh, anh bộ đội." Cô nói ngập ngừng nhưng có lẽ chưa kịp ngạc nhiên: "Gầu đây anh." Tôi lè hai bàn tay bê bết bùng ra: "Ôi, anh bị lắm hết rồi." Cô gái khẽ thốt lên: "Thôi, để em." "Ừ, nhờ Giang vậy, chứ không thì bẩn hết cả dây." Cô gái múc lên một gầu, hai gầu, xối từ từ cho tôi rửa kỹ hai bàn tay. Khi tôi định đón lấy chiếc gầu, cô bảo: "Cái gầu này khó múc lắm, để em giúp anh." Cô lại thòng nhanh sợi chảo xuống bóng tối, sâu hút bên dưới rồi thoăn thoắt mềm mại kéo gầu nước lên. Nhưng sự ân cần của cô còn hơn thế, mỗi gầu nước múc lên, cô không xối cho tôi tự gột, mà cúi mình xuống, gột tay, nghiêng gầu nước, dội nhẹ nhẹ. Một tay, cô cọ bùn đất ở bàn tay, ngón chân, bắp chân tôi. Ngay ra, tôi đứng yên, sững lặng, cảm nhận cái ân tình hồn nhiên và bất ngờ ấy. Rất lâu, hai đứa chẳng nói gì, cô gái lặng lẽ gột rửa cho tôi thì bất động. Cô cọ kỹ cho tôi, cả đôi dép đúc. "Tươm rồi đấy, anh," cô gái nói trong bóng tối. "Cảm ơn nhé, Nhật Giang." Cô gái trở lại với mỗi ngạc nhiên: "Ô kìa, ừ nhỉ, sao anh biết tên em?" Tôi cười không đáp: "À, em biết rồi, anh tọa độ chứ gì mà. Các anh bộ đội chuyên thế, cứ gọi Lan, Hằng, Liên, Oanh, thế nào cũng trúng chứ gì. Nhưng Giang, lại Nhật Giang nữa, chắc không có hai người tên như thế đâu, đoán mò sao được. Chắc anh đóng ở gần đây, chả gần lắm, tận sớm đượm. Bao xa anh?" "Giang không phải người ở đây à?" "Vâng, em mới Hà Nội lên," Giang đáp, và chợt cô rủ tôi: "Nhà em đang ở trọ ngay kia, anh vào nghỉ một lát." Tôi do dự. 9 giờ đơn vị điểm danh rồi, mà còn non chục cây. "Còn sớm, mới 6 giờ kém mà anh." Tôi muốn hộ Giang gánh nước, nhưng cô không chịu. Tôi theo sau cô, vào sâu một cái ngõ tối. Một mình Giang, một túp nhà nhỏ, mái tranh vách đất, không có đồ đạc gì. Một chiếc giường đơn, một ngọn đèn Hoa Kỳ trên chiếc chổng tre, bộ ấm tích, điếu bát, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng dừng ở gần cửa.
Tôi mở túi phòng hóa, đeo lên bên hông, lấy gói bích cốt, nhà dúi cho hồi trưa và rót chè tươi trong ấm tích ra bát. Bích cốt chiêu với chè tươi, định thế. Thấy vậy, đang lúi húi sau lại khoai dép cho tôi. Giang vội kêu lên: "Ôi, em quên, có cơm mà, để em dọn mời anh." Tôi gạt đi, nhưng Giang này tôi chịu khó chờ cô xuống bếp hầm lại cơm canh mà ăn uống cho chắc dạ và nóng sốt. Trong lúc chờ Giang, tôi ngã phứa ra giường cô, chợt cửa ra vào mở. Một người đàn ông cao lớn bước mạnh vào. Tôi giật bánh mình, bật chồm dậy. Ông nọ vận đại cán, vải dạ xanh sẫm, giày da cô sư jean, quân hàm vé áo, hai sao hai vạch. "Cậu là ai? Đâu chui vào đây?" Nghiêm sắc mặt, ông trung tá hỏi, chầm chầm nhìn. Tôi dập gót: "Báo cáo, tôi..." Vừa khi đó, Giang bưng mâm cơm đi từ sân sau vào. "Bố về rồi đấy à?" Cô vội vã nói. "Bố ơi, đây là Hùng, bạn học lớp 10 với con. Anh ấy đóng quân gần đây, chúng con tình cờ gặp nhau vừa nãy." Ông trung tá dịu nét mặt, nhưng giọng vẫn nghiêm. "Đóng gần đây à, đồng chí đơn vị nào?" "Báo cáo thủ trưởng, tôi ở C7K5, đoàn 91. "Thế đồng chí ở đâu? Sao giờ này còn tuột tạc ngoài đây?" "Báo cáo thủ trưởng, tôi về phép lên, đơn vị 9 giờ mới điểm danh." "Thế đồng chí định để đúng giờ điểm danh mới có mặt à? Phải về đơn vị sớm hơn chứ." "Kìa bố," Giang kêu lên. "Bố để cho anh ấy ăn cơm đã. Bố cũng ăn luôn với bọn con đi." "Không đâu, tớ không ăn đâu." Tôi hoảng lên. "Tớ phải chào đây, Giang." Ông bố Giang mỉm cười, vỗ nhẹ vai tôi, bảo: "Từ đây về sớm điểm 6 cây còn kịp. Cậu ăn cơm đi, ngồi chơi với Giang. Bạn học lâu ngày gặp nhau, nhưng rồi phải rảo chân lên, vẫn phải về kịp trước điểm danh, rõ chưa?" "Không được," ông bố cười, lắc đầu. "Bạn hữu gặp gỡ thế này là quý, nhưng con không có được nhũng nhẵn con cà con kê giữ bạn lại quá lâu. Đừng có để bạn phạm kỷ luật." Ông nhìn đồng hồ, 6:30 rồi. Ông nói: "Hai đứa khẩn trương cơm nước đi. Tối nay bố không ăn cơm với con được. Bố phải qua đơn vị, phải họp khuya đấy. Con một mình ở nhà cửa giả cho cẩn thận." Ông bước tới bên cửa, cầm lấy ghi đông chiếc xe đạp và nhìn tôi. Ông nói: "Hùng ngồi chơi nhé, nhưng nhớ giờ giấc đấy." "Kìa bố, bố lấy xe đạp ạ." Giang kêu lên. "Con định đưa anh váy về đơn vị cơ mà." "Bố, bố chịu khó đi bộ bố nhé. Chỗ bố gần đây mà." "Không, đừng mà, tôi hại quá, Giang đừng vậy." Ông trung tá cười, bảo: "Con gái con lứa thế đấy, chiều bạn hơn bố. Nhưng bố nhất trí, bố để xe cho hai đứa. Chứ mà cút bộ thì con làm Hùng chậm giờ mất. Có điều đường đồi ban đêm, hai đứa lai nhau cho cẩn thận. Đừng có phóng nhanh kẻo ngã. Đưa Hùng tới đơn vị, rồi lúc quay về một mình, con cứ đạp từ từ, nhìn đường. Nhưng cũng gắng đừng có thông dong quá đấy. Trời lạnh thế này, với lại con về khuya, bố không yên tâm đâu." Tối ấy, tôi lai Giang vào sâu trong bãi Nai. Đồng rừng tối căm, lạnh lẽo, con đường đồi quạnh vắng, không ngừng uốn lượn và gấp khúc. Gió bất, lúc thuận, lúc ngược, nhưng mà tôi không thấy mệt, tôi đạp mãi miết. Tôi chưa khi nào đều con gái, cả hồi năm ngoái học lớp 10, được bố mẹ ưu tiên sắm riêng cho hẳn một cái Mi 3. Tha hồ tung hoành, phá phách, tôi cũng chỉ đạp xe rong phố với những thằng bạn, chưa từng bao giờ có một nữ nhi ngồi sau xe tôi. Áp mình tin cậy vào tôi như thế này, đây là lần đầu. Chiếc Phượng Hoàng nặng chịch mà chẳng nặng một chút nào. Tôi gồng cẳng đạp, bám theo vệt trắng mập mờ của con đường lên dốc, xuống dốc. Quanh rẽ, lạng tránh, lao rất nhanh và phanh giật cột. Giang ngồi vững và thật êm sau tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi mới nói chuyện, mà chỉ Giang nói Giang là trò Trưng Vương, tốt nghiệp lớp 10 trong năm, hiện giờ đã là sinh viên của trường tổng hợp. Nhà cô trong ngõ chợ phố Khâm Thiên,
tức nhà ban nãy là bố cô mượn của một người quen ở thị trấn để đoán cô lên ăn Tết cùng ông. Mẹ cô mất năm ngoái, anh trai thì mới vừa đi bê tháng trước. Tết ra chơi với bố con em, anh nhé. Nhà chỉ hai bố con mà cái thị trấn khỉ ho cò gái này thì buồn ơi là buồn. Em sẽ nói khó để bố hẳn đơn vị đón anh, rồi chúng mình xin phép bố lĩnh về Hà Thành vài hôm. Bố em chiều em lắm, sẽ đồng ý thôi. Mà bố đã thuận thì nhất định thủ trưởng đơn vị anh cũng nhất trí. Chúng tôi chia tay ở chân đồi gừng, đầu con đường mòn dẫn vào xóm đường nơi đơn vị tôi trú quân. Hai là Tết em trốn vào đây với anh, Giang hỏi mà không hiểu tại sao thở dài. Tôi cứ đứng mãi ven đồi, mặc dù không thể nhìn thấy gì trong màn đêm đen dày đặc cuối năm, tôi vẫn cứ nhìn mãi theo Giang. Chia tay, tôi đã không nói được một điều gì cả. Tôi đã không kịp ngỏ một lời nào, cả địa chỉ của Giang nữa, cũng không hỏi rõ, chỉ biết khâm thiên, ngõ chợ. Hai hôm sau, tối ngày 27 Tết, tiểu đoàn tôi nhổ neo rời bãi Nai, hành quân qua Thường Tín. Lên tàu ngay, không có 15 ngày phép thông lệ của lính bê dài. Đây là một đợt tăng cường rất lớn cho chiến trường. Cả một sư cùng lúc lên đường, gấp gáp tiến quân vượt ngàn dặm Trường Sơn vào Nam. Vừa đặt chân lên đáy Tây Nguyên, đã vào ngay chiến dịch. Các đơn vị của sư đoàn phiên hiệu khác đi, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình ngoài Bắc. Tiểu đoàn của tôi đánh trận mở màn, và đại đội của tôi là mũ chủ công. Trước giờ nổ súng, đích thân tham mưu trưởng sư xuống kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của chúng tôi. Mặc dù ông xuống kiền cùng với một nhóm khá đông trợ lý và trinh sát, mặc dù ông cũng trang bị và nai nịch như mọi người, tiểu liên, AK, dép đúc, mũ cối, áo lính Tô Châu, nhưng trong bóng rừng nhập nhoạn, tôi vẫn nhận ra ông ngay. Ông chính là ông bố của Giang. Tôi toan lĩnh, xong ông thấy tôi tức thì: "Kìa Hùng, Hùng đấy hả Hùng?" Giọng ông ngạc nhiên, mừng vui. Ông thân thiết siết chặt tay tôi và không nén được, ông cảm động ôm lấy tôi. Giang nó cứ nhắc cậu mãi, Hùng ạ. Nó cứ buồn vì không gặp lại được cậu trước khi chúng ta lên đường. Ông bảo, giờ đây Giang, nó lại ở lại ngoài có một mình. Gặp gỡ trước, giờ nổ súng tất nhiên là chỉ thoáng nhanh, chỉ kịp nói mấy câu thế thôi. Tôi thì không nói được gì cả, tôi chỉ ấp úng cả cái tên Hùng cho con gái ông phịa vội ra. Tôi cũng không thể cãi chính, thời khắc gấp gáp, không thể nỡ ná. Nhưng trước lúc đi, tham mưu trưởng sực nhớ một điều và vội vội ông nói với tôi: Giang nó có gửi cháu tấm ảnh của nó, nhưng tiếc quá lại không mang theo đây. Để bữa sau vậy Hùng nhé. Không có bữa sau ấy, tôi không còn có dịp được gặp lại tham mưu trưởng. Cả tới mùa khô sao, được điều lên trinh sát sư đoàn, tôi vẫn không thể nào gặp lại được ông. Tham mưu trưởng của chúng tôi đã hy sinh vào cuối mùa khô năm đầu tiên sư đoàn chúng tôi lâm trận. Chiến tranh, đời lính, tuổi trẻ, mọi sự là như thế, chỉ thế thôi, thoáng nhanh. Thoáng nhanh nhưng không tắt liệm, chỉ thế thôi, nhưng để rồi sau này cứ nhớ mãi, trở thành nỗi đau, nhưng nỗi đau mất mát âm thầm. Chắc là bây giờ, Nhật Giang vẫn còn nhớ đến tôi, người lính trẻ vô danh hơn 30 năm về trước. Tôi thì không bao giờ quên cô ấy, mặc dù thực ra là có gì đâu, một tình cờ như thế, một gặp gỡ vẩn vơ, lưu luyến mơ hồ, gần như không có thật, mà năm tháng cuộc đời cứ mãi chồng chất lên, muốn xóa nhòa. In trong Bảo Ninh, những chuyện ngắn, tái bản, nhà xuất bản Trẻ năm 2011, trang 25 đến trang 35. Thời lượng của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.